Em chào mấy anh nha mấy anh. Hôm nay theo cầu của mấy anh kêu em làm clip riêng về cái con quay ếch này, sao mà nó mắc dữ vậy? Mắc hơn giá khởi điểm, mắc hơn giá ban đầu. Xe này thì cái dàn giò nó áo sống là nó cũng không thua kém cái con ếch. Gỡ hôm hôm phép bán 27 28 triệu luôn nha anh em. Đó. Rất là đẹp. Ốc tán rồi còn mở gà 7 màu luôn. Em thấy không? Vỏ riêng đây nè. Vỏ riêng này gai à, còn dây cui nè. Anh em xem. Đó, cầm nó còn dần khè nha nè. Tán nè, không, ốc tán còn dần cháy nha mấy anh, chìa khóa còn hai cái nha mấy anh, đó, nắp xăng của nó rất là mới, kính chiếu hậu theo xe nha mấy anh. Gia yên còn dư luôn nha mấy anh, bấm lại mấy cái que nó sức thôi. Thằng này thì thằng này thì đời 2007 nha mấy anh. Ốc mà này rồi. Máy nè. Anh em coi này, dàn cáo rồi mấy anh thấy không, áo sống thì thẳng băng không một vết xước lông mèo luôn mấy anh. Có lốc ở chỗ này là xấu đây xíu đây đó, mấy chỗ này là nước trên đi nhiễu xuống mấy anh. À, đây nè, để nè mấy anh. Xem bốn ốc đầu sáng trưng làm thế nào, mấy anh em kêu qua phép quay riêng để cho anh em xem. À, cái đất vỏ nha nè, chắc tối quá để em quay qua đây cho nó dễ thấy nha mấy anh. 2007 đây đó, có mình thấy không, vỏ sau nè anh thấy không, còn gì cui nè, vỏ đó thì nhìn ô đô này thì chỉnh nha mấy anh, 16.000. Vỏ trước cũng vậy luôn, vỏ trước cũng còn là hai cái theo xe luôn. À, mình coi đâu, vỏ này vỏ ba mấy ngàn, mình coi nó mòn hơn nè, thấy không, nó cũng còn theo xe đó nhưng mà nó mòn hơn rồi. Cũng 2007 lần này, thằng xanh này nó cũng giống là thằng đen kia vậy thôi. Đấy mình thấy không? Thằng này cũng còn cặp vỏ luôn. Đó, vỏ bằng mấy ngàn đấy. Thấy không? Nó cũng mòn rồi, thấy không? Còn này thì ok thôi. Anh em thấy. Đó. Câm á, cầm còn màu nữa nè, phục nè, đó,
vậy luôn. Ốc cũng vậy luôn mấy anh, thấy không? Cái 19, cái 22 của mấy anh. Còn máy thì ra, tiếng máy thì chắc nịch lắm anh ơi. Chà, để hổm rài không có nổ máy nữa này. Đậu không, không chạy luôn á. Rồi, hết xăng luôn anh ơi. Xăng luôn rồi. Chế đằng sau ta kẹt thắng này quá. Máy thì bao mấy anh em, rất là đẹp. Nhìn màu đen này thì anh em nhìn kỹ, thiệt là kỹ, gầm chân ốc bạc này kia đồ nó mới ghiền mấy anh đó. Chứ màu đen thì thường nó màu nhu à. Xanh này thì nó sáng hơn tí. Cái dòng xe này thường cái đầu bò nó không được đẹp anh, tại vì cái dẻ làm ngắn lắm. Cái dẻ này nè làm ngắn mà nó chỗ này nó thon nhỏ lại, thành ra sình rồi quất vô đây nhiều đó. Ta chạy người ta không có chặt vệ sinh ở trong đó là đường đầu bò nó không có đẹp. Cái đó về mình có thể mình mở bẩn mình rửa ra thì đẹp lên anh. Rửa đơn giản bằng cái nước sumo thôi, đừng có tẩy cái gì hết trơn á là đẹp lên thôi. Nhưng mà phép thì không thích rửa đâu. Để đậu hết xăng luôn. Rồi chấm xăng cho nổ máy mày nè. Khu không còn một giọt nào hết. Bền lắm anh em anh. Dòng quay ớt này chạy bền lắm nha. Bền lắm á. Tầm 20 hay ngoài triệu nó cũng nè 19 20 hay ngoài nó đem chém với anh Pha bây giờ thôi. À, anh Pha 110 giờ đó. Anh mua anh Pha anh chạy đi. Em đi xe này thử coi. Thử xem thời gian khoảng chừng 2-3 năm, 3-4 năm nữa thử coi. Nào đứt trước biết. Mấy anh chơi xe thì kết nối chắc anh hiểu mà. Mấy anh còn dữ hơn em nữa. Em mà chủ yếu là học lớn thôi. Kinh nghiệm này kia rồi tích cóp rồi qua năm tháng chút đỉnh thôi chứ không có, không có tài bài đâu anh em ơi. Nói chung thì xe nào mình cũng có từng trải nghiệm qua là mình thì mình biết nó vậy thôi. Chứ anh Pha mới 110 giờ anh em đi, anh em xài đi. Chán lắm. Nó giờ cũng 18, 19 triệu vậy rồi à, để rước thằng đó đó à, thêm tí nữa chơi cọp thôi chứ nữa. Nó anh em xài, càng xài nó càng giá trị theo cái thời gian nha anh. Ông super nè, ông chốt chốt đã rồi. Ông đính thinh nữa nè. Xe người ta ngon vậy đâu nha. Máy cứ ngắt này. Cái dòng super chữ công này. Đèn ngắn nè. Rồi quay như được chưa mấy anh? Rồi cảm thấy ok thì liên hệ lấy pháp nha anh em. Về mình chăm chuốt vô chút xíu nữa, trao chuốt nó vô, làm đẹp nó lên.
cái thằng mình 207 thì bô nó không có dĩ nha mấy anh, không có dĩ chống nắng chống chống nóng này đâu. 206 là 7 quay lại 8 hay lại 9 đó, bắt đầu nó mới có cái dĩ chống nóng đó. Nó bô zin nó là vậy đó, sáng trưng nha mấy anh, 7 màu luôn ha. Rồi ok, số điện thoại phép để bằng mô tả nha, anh em nào cảm thấy hợp lý thì alo phép. Cảm ơn anh em đã xem clip. Xin chào anh em.